Thưa quý vị, theo thông lệ thì cô Kỳ Duyên cô cứ nhận được những thư của khán giả gửi về cố gắng đóng góp với chương trình một số những chuyện vui. Thì nhân cái chủ đề này thì cô ấy in ra cho tôi, đây là cái thư của độc giả gửi này. Cô Kỳ Duyên, tôi so sánh người đàn bà với con nai. Con nai là tượng trưng cho cái gì quý vị biết rồi, hồn nhiên ngơ ngác đó. Nai ngơ ngác suốt đời, đàn bà chỉ ngơ ngác khi cần ngơ ngác. Nai không bao giờ giả nai, còn đàn bà thì thường giả nai. Nai ăn cỏ, còn phụ nữ ăn nai. Có nghĩa là thấy con nai nào ngơ ngác đi qua là mang vào thịt liền.